Nhà chào, hôm nay tôi lại tiếp tục làm video mới. Thì video nếu các bạn thấy hay thì cho mình một ý kiến, và các bạn không hay thì nhớ qua kênh khác xem nha. Và mình cùng đi thôi. Tụi tôi đang tiếp tục lại một con đường cũ. Còn tiếp theo đây là siêu thị bên cơm nè. Mình đã tới quán trà sữa rồi nha, và mình đi vào thôi. Thì bây giờ mình sẽ vô order nước và chọn nước, và sau đó mình đi vào bàn ngồi. Còn đây là menu của quán nè. Cho em ly trà giả gì? Dạ. Hôm nay đi chơi thì tôi lại đem theo kẹp, nên tôi sẽ thử kẹp coi nó như thế nào. Vì cái kẹp này tôi mua rất là lâu rồi, hồi tháng rồi, thì mình chưa có xài, tới nay mình sẽ xài thử. Và khi kẹp lên nó nhìn nó ngáo luôn, giống như trẻ trâu. Xong rồi tôi lại tháo ra và mình cùng uống trà sữa thôi. Trà sữa đến rồi. Bạn tôi thì uống trân châu đường đen, còn tôi thì uống trà giải. Còn đây là tôi đã tháo kẹp rồi nè. Giờ ít mưa và mình vừa ăn vừa hút là đúng là sảng khoái và ít ghê luôn á. Phải nghe nhạc lại cùng quẩy nè. Khi đang nghe nhạc tôi lại nghịch, và đây tôi ngồi soi gương, ngồi uống mà còn chống tay nữa. Hấp cái nữa nè. Giờ tôi sẽ vớt trái giải thật ra cho cả nhà xem nè.
Đó, thấy chưa? Rất là ngon luôn. Quá xuất sắc. Ngồi ăn mà cũng làm duyên. Ok, giờ tụi mình sẽ đi chụp hình thôi. Còn đây là tôi nè. Hello, hello, có ai thấy tôi không? Với bóng ánh nắng nè. Còn đây là trước mặt tôi là trường thành phố Sa Đéc. Rồi mình sẽ đi kiếm chỗ chụp hình nha. Còn đường này là mình sẽ đi qua bên vườn ba. Đây là cầu sắt quay ở Sa Đéc nha mọi người. Nhìn đẹp trời vậy chứ nhìn bầu trời là thấy không đẹp rồi đó mọi người. Ai thấy bầu trời đây chữ mưa không kìa. Đi vòng vòng thì đi thấy còn là những cây hoa vườn nở rực rỡ cho mùa hè. Đi con đoạn đường này thì đường này mình sẽ tìm một chỗ để đậu xe để chụp hình check in ở đây nha. Ok, giờ mình đã tới chỗ chụp hình này nè. Giờ mình sẽ cắt đoạn nha. Chụp thì mưa chạy, tóc chạy nè. Bởi vậy. Trời ơi, đang chụp hình mà tự nhiên mưa cái ào luôn, làm hại hai đứa chạy đi tìm cái nếp nhà, cuối cùng cũng có chỗ nếp nhà, xui ghê luôn. Trong lúc trời mưa thì tôi lại nghĩ ra ý tưởng mà đã chụp hình. Tôi chụp xong mà tôi sẽ mặc áo khoác vô. Ok, giờ mình sẽ lại chỗ kia chụp hình tiếp thôi. Mình đi thôi.
Tính mưa rồi. Tôi đã chụp xong và lên xe đi về hay nào. Còn đây là lại tiếp tục gặp siêu thị Vinh Cơm nè. Còn đây là con đường đi về. Và trong lúc kia đi về, tôi sẽ kêu con bạn ghé chỗ mua đồ. Và cái shop này bán đồ rất là đẹp nha. Tí nữa mình sẽ quay review cho các bạn xem sơ thôi. Ok, tới nơi nè và nó nằm ở bên đường. Tụi mình gửi xe vào thôi. Chợ bước vô quá trời đồ luôn, nhìn là không biết mua gì luôn, không biết lựa gì luôn á các bạn. Đồ là đồ đẹp không nè, bóp bò sữa nè. Tôi lại nghịch với cái gương nè. Ở đây bán có khá là nhiều loại kính nè, đủ loại luôn, loại nào cũng có hết. Và có cả vở nè, nón nè, đồ cuộc nè, vinh chi nè, cài nè, và nón nè, bạch tuộc nè. Phải bạch tuộc trăm mấy. Bà điên. I love you. Đây là tôi nè, hello. Ở trong này bán quá trời đồ luôn, giờ mình không biết mua gì luôn nên là mình sẽ đi lại chỗ phụ kiện. Hello, tôi đây. Đây bán khá là nhiều đồ luôn. Có cả đồ cuộn nữa nè. Nơ nè. Quá trời nơ luôn. Đây, để tôi tiếp tục. Còn đây là phụ kiện di chuyển. Tôi sẽ đi lựa đồ nè. Trong đây bán đồ đẹp nhưng mà nó hơi mắc á các bạn. Và tôi đảo lại một vòng và tôi sẽ lấy được một di chuyển. Ai mà mỗi lần mà đi mua đồ quá trời điện lẻ luôn không? Có ai mà như tôi không? Lựa muốn chết luôn. Ok, giờ tôi đã mua xong rồi nè. Giờ mình cùng đi về thôi. Mình làm video không biết ngắn hay dài, các bạn thấy hay nhớ cho mình một like và một subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người. First impression.
vacations. So-